Em chiều mến chào quý anh chị. Hôm nay em chiều lại gửi đến quý anh chị mình một căn nhà cực kỳ rộng rãi luôn, tổng diện tích lên đến 171 m² nha quý anh chị. Căn nhà của mình là pháp lý sổ hồng riêng nha, nhà xây riêng lẻ, tường riêng, cọt riêng, đà riêng, cái gì cũng riêng hết luôn. Với diện tích nhà là phía trước nhà của mình sẽ cho mình là 4 m, và phía sau nở hậu lên tận tới 8 m² luôn nha quý anh chị. Đó, và được xây dựng lên một trệt một lầu, nó có 3 phòng ngủ và 3 không gian nhà vệ sinh cho căn nhà của mình luôn. Đó, ở trong nhà sẽ ốp BNC toàn bộ hết cho cô chú anh chị mình luôn nha. Và chị Nguyễn mời quý anh chị mình cùng chị Nguyễn ra phía trước để mình tham quan sơ căn nhà nha. Đây sẽ là một cái con đường dẫn vào nhà của mình, là đường bê tông rộng khoảng 5m đến 6m, xe ô tô 4 chỗ 7 chỗ mình di chuyển ra vô thoải mái nha quý anh chị. Và cái căn nhà của mình thiết kế theo cái kiểu mái Thái kiểu mới nhất của năm 2023 luôn. Cái kiểu này đang bán rất là thịnh hành nha quý anh chị. Đó, cái căn nhà cực kỳ là đẹp và cái diện tích cực kỳ là lớn và rộng rãi luôn. Và căn nhà của mình được tọa lạc trên đường sát trục đường là 835 nha quý anh chị. Thì căn nhà của mình sẽ cho mình là có hai lối đi. Quý anh chị mình cũng có thể đi hướng quốc lộ 1A, di chuyển vào chợ Bình Chánh, mình di chuyển vô tới đường Ninh Đức Thiện nói dài nha quý anh chị, đi tới khu công nghiệp Cầu Tràm, hoặc là quý anh chị mình cũng có thể đi tới đường 835, đi tới Ủy ban Phước Hậu nha. Thì nhà của mình nằm ở phan giữa, mình đi đường nào vẫn được nha quý anh chị. Đó, đường thì cô chú anh chị mình di chuyển á rất là dễ dàng rồi, đường là xá là rộng rãi, thông thoáng, dân cư ở đây thì cũng rất là đông đúc và sầm phớt luôn. Ở đây thì cũng đầy đủ tiện ích hết nha quý anh chị. Đó, với diện tích nhà cực kỳ khủng luôn nha, chị tổng diện tích đất của mình là lên tới 171 m², full thổ cư 100% nha quý anh chị, và được bán với mức giá chỉ đúng là 2,7 tỷ thôi, vẫn còn thương lượng bớt lọc cho cô chú anh chị mình tìm đâu ra nữa quý anh chị. Và được ngân hàng thẩm định cho mình vay 50-70% giá trị của căn nhà. Quý anh chị mình chỉ cần có trong tay khoảng 1,2 đến 1,3 tỷ thôi là cô chú anh chị mình cũng có thể nhận nha, dọn đồ vào ở luôn nha. Thì trước khi vào trong căn nhà đó, thì bên đơn vị em sẽ thiết kế cho mình là hai trụ cột cổng hai bên rất là to nha quý anh chị, có hai bóng đèn hai bên, mở ban đêm mở rất là sáng luôn. Và lớp cửa đầu tiên sẽ cho mình là lớp cửa sắt sơn tĩnh điện và có khắc BNC nha quý anh chị. Và căn sân này mình có thể đậu được chiếc xe ô tô khoảng 7 chỗ luôn, vẫn được, vẫn còn rộng luôn nha quý anh chị. Cái phẳng sân rất là rộng rãi và thông thoáng luôn. Thì bên đây em cũng đã thiết kế cho mình một cái tiểu cảnh thôi, về quý anh chị mình có thể trồng cây, trồng bông vào khu vực đây. Đó, căn nhà mình có lối đi bên hông nữa nha quý anh chị. Phía trước nhà mình thì chỉ có 4m thôi, mà đặc biệt là nở hậu phía sau lên tận 8m luôn. Đó, phía sau đây đây là lối đi rộng rãi thông thoáng cho gia đình mình. Đó, đây và các cái đây là một cái mặt diện nhà của mình nè quý chị, kiểu mái Thái nha, cái kiểu hiện đại luôn. Và mình tiến vào sâu bên trong sẽ cho mình là một cái không gian phòng khách rộng rãi và thông thoáng nha quý anh chị. Trong đây thì bên đơn vị em đã ốp BNC toàn bộ căn nhà cho gia đình mình rồi, nên vô nhà cực kỳ mát luôn. Và căn nhà của mình sẽ cho mình là một cái hướng Tây Bắc nữa, nên rất thích hợp với gia đình nào đang cần tìm nhà hướng Tây Bắc thì hãy gọi ngay cho chị Nguyễn qua số điện thoại em có để trên màn hình nha, hoặc là kết bạn Zalo của em sẽ gửi thông tin vị trí chính xác cho cô chú anh chị mình tham khảo trước khi mình có dự định xuống đây xem căn nhà này. Thì bên kênh nhà đất Bình Chánh mới nhất của chị Nguyễn Kim Trâm làm việc luôn luôn lúc nào cũng là đúng nhà, đúng giá, đúng vị trí. Chị Nguyễn quay căn này là chị Nguyễn sẽ báo giá tổng, giá công khai trên video, sổ sách như thế nào chị Nguyễn sẽ nói hết trên video cho cô chú anh chị mình nắm bắt kịp luôn nha. Thì ở trên trần sẽ cho mình là trần thạch cao nguyên khối nè, hệ thống đèn đã đi full hết nhà rồi, sẽ cho mình một cái bóng đèn chùm ngay chính giữa nữa, cực kỳ sang luôn nha quý anh chị. Và xuống đây nữa sẽ là một cái tủ kệ tủ ở dưới chân cầu thang khá là sang, về quý anh chị mình có thể trưng bày bông hoa hoặc là gũi gì đó tùy ý thích gia đình mình nha. Đó, tiến xuống nữa sẽ là cho mình là một cái không gian bếp cực kỳ rộng rãi và thông thoáng cho gia đình mình. Thì không gian bếp đây á thì bên đơn vị em sẽ lắp đặt tủ bếp trên và tủ bếp dưới cho gia đình mình rồi, mặt đá ba cương nó bồn inox 304. Ở đây sẽ cho mình là một cái quạt chăn ngay chính giữa nha quý anh chị. Sẽ có lối đi bên hông như khúc đầu clip chị Nguyễn cũng đã chia sẻ, đây sẽ là một cái lối đi bên hông, sẽ có cái cửa cho mình nữa nha quý anh chị. Đó, nó rất là thoáng luôn, một cái căn nhà thiết kế rất là độc lạ nha quý anh chị, căn nhà cực kỳ rộng rãi cho gia đình mình. Và mình tiến xuống nữa sẽ là một cái phòng ở phía bên dưới và một cái sân bên hông nha quý anh chị. Thì giờ mình vô mình khám phá trong cái không gian phòng trước nha. Cái phòng đây sẽ dành cho gia đình nào có con em nhỏ hoặc là cha mẹ lớn tuổi lên xuống cầu thang bắt tiện thì mình cũng có thể tận dụng không gian phòng này nha. Đây thì ốp BNC nè, có đi những cái điểm nhấn là chỉ gì nè, rất là đẹp nha quý anh chị.
có không gian cửa sổ đồ đầy đủ hết rồi. Và mình tiến vào bên đây nữa sẽ là một cái sân bên hông đó, cái sân này cực kỳ rộng rãi luôn. Đây thì quý anh chị mình về mình có thể yêu cây kiểng thì mình có thể trồng cây kiểng đó, hoặc là mình xây hồ cá Nam Bộ gì đó tùy ý thích của mỗi gia đình mình. Ở đây thì rất là mát luôn quý anh chị ạ. Đó, một cái căn nhà nở hậu lên tận 8m2 mà quý anh chị cũng biết rồi đó, nhà nở hậu rất là tốt nha. Và không gian nhà vệ sinh thì bên đơn vị em để ở khu vực đây đó, đây trong đó thì cũng đầy đủ tiện nghi như bồn cầu, bồn nước mặt rồi đó quý anh chị. Gạch thì ốp tận lên cao nên cực kỳ sạch sẽ luôn nha quý anh chị đó. Thì đây sẽ là lối đi lên tầng trên cho gia đình mình, sẽ là tay vịn bằng gỗ nha quý anh chị, và mặt lót là lót đá hoa cương luôn nên cực kỳ sang. Và cái căn nhà này là pháp lý sổ hồng riêng, được ngân hàng thẩm định cho mình vay 50-70% nha quý anh chị. Quý anh chị mình chỉ cần có trong tay khoảng 1,2 tỷ thôi là quý anh chị mình có thể nhận nhà, dọn đồ và ở luôn. Bây giờ cùng em lên trên để mình khám phá nha. Vừa bước lên trên cầu thang sẽ thiết kế cho mình là một cái không gian trống, về quý anh chị mình cũng có thể làm không gian phòng thờ hoặc là mình làm phòng sách cho con em mình vẫn được nha quý anh chị. Có không gian cửa sổ nè nên cực kỳ mát mẻ luôn. Tiến qua đây sẽ là một cái phòng lớn ở cuối dãy nha, cực kỳ rộng rãi và thông thoáng cho gia đình mình. Trong đây thì ốp PVC và dán tranh 3D cho gia đình mình rồi. Ở trên vẫn là trần thạch cao ngăn khói nha quý anh chị, và sẽ có không gian nhà vệ sinh khép kín ở trong phòng luôn đó. Trong đây thì đầy đủ tiện nghi nha quý anh chị, bồn cầu, bồn rửa mặt rồi đầy đủ hết luôn. Trong đây thì gạch thì ốp tặng lên cao nên cực kỳ sạch sẽ và mát mẻ cho gia đình mình đó. Cái căn nhà này mình di chuyển về các quận huyện lân cận thì chắc mình đi khoảng hơn 30 phút nha quý anh chị, cũng rất là tiện nên cũng không có xa gì mấy. Ở đây thì em bán nhà, nhà giá bao nhiêu, diện tích bao nhiêu thì em cũng đã báo hết trên video rồi. Đây là phòng thứ hai, trước khi bước vào phòng thứ hai sẽ có không gian nhà vệ sinh đó. Cái phòng này sẽ cho mình là một cái ban công nữa, phòng này cực kỳ rộng rãi nha. Ở đây thì cũng dán tranh 3D cho gia đình mình đó. Và mình tiến ra đây thì sẽ cho mình là một cái ban công, như quý anh chị mình cũng biết rồi, tượng trưng mấy thái luôn, lúc nào cũng sẽ có hai trụ cột phía trước trên vậy nè đó, nhìn khá là sang nha quý anh chị. Ở đây thì dân cư ở cũng tạm đông rồi đó, đi về đây ở cũng không có sao buồn. Chị Nguyễn Quảng thích nhất là cái căn nhà của mình là được nở hậu nè, diện tích cực kỳ rộng rãi luôn, về đây ở cái căn này mình có gia đình đông á, mình ở cũng không có sợ chặt chội nha quý anh chị. Diện tích lên tới 171m2 là nha đó. Thì giờ chị Nguyễn cũng xin được phép nhắc lại với diện tích nhà của mình là phía đầu nhà của mình sẽ là 4m, phía sau nở hậu cho mình diện tích dài á là sẽ là 29m nha quý anh chị. Tổng diện tích của mình là 171m2, full thổ cư 100%, và được xây dựng riêng lẻ nha, tường riêng, cột riêng, đài riêng, cái gì cũng riêng hết. Và được kế là một trệt một lầu, nó có 3 phòng ngủ và 3 không gian nhà vệ sinh, có sân trước mình đậu ô tô thoải mái nha quý anh chị đó. Thì được bán với mức giá chỉ đúng 2,7 tỷ thôi, vẫn còn thương lượng bất độc cho cô chú anh chị mình. Và được ngân hàng thẩm định cho mình vay 50-70% giá trị của căn nhà. Quý anh chị mình có trong tay đâu đó tầm khoảng 1,2 tỷ thôi, hoặc là 1,3 tỷ là cô chú anh chị mình cũng có thể nhận nhà, dọn đồ và ở ngay luôn nha quý anh chị. Thì xem đến đây quý anh chị mình đừng quên bấm đăng ký kênh cho em để em có động lực đi vay nhiều mẫu nhà giá rẻ để phục vụ cho cô chú anh chị mình xem tham khảo nha. Và em cũng xin kết thúc video tại đây. Em xin chào và hẹn gặp quý anh chị mình trong những video tiếp theo nha.